Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Hưng. Và trong video này thì Hưng sẽ báo giá chi tiết lăn bánh của VinFast Lucky A ở trong tháng 5. Cái tháng cuối cùng, nhà nước giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho ô tô lắp ráp trong nước. Và cái tháng mà VinFast có một cái chương trình giảm giá có thể nói là gọi là tốt nhất dành cho VinFast Lucky A. Thì theo Hưng nghĩ đây có thể, có lẽ là cái chương trình giảm giá mà có thể nói là sâu nhất dành cho VinFast Lucky cho đến thời điểm hiện tại. Thì trên màn hình mọi người có thể thấy một cái bảng giá của VinFast Lucky với cái mức giá lăn bánh dành cho phiên bản tiêu chuẩn nó đã xuống đến con số là 700 XX ấy, và phiên bản nâng cao bây giờ nó đã có giá của phiên bản tiêu chuẩn của những tháng trước. Ngoài ra là phiên bản cao cấp thì nó đã xuống dưới một tỷ. Đấy, xuống dưới 1 tỷ nha. Chúng ta đã có phiên bản cao cấp của VinFast Lucky. Đấy. Thì với cái chương trình lần này của VinFast, nó sẽ đầu tiên nó sẽ cho mình áp dụng hai cái voucher Vinhome. Thì như mọi người có thể thấy cái dòng gần cuối là chúng ta thấy là áp dụng giảm hai voucher Vinhome. Chúng ta được giảm đến 170 triệu. Thì hai voucher Vinhome, chúng ta có thể mua cái voucher 150 triệu hay là chúng ta mua voucher 200 triệu. Thì chúng ta mua với cái mệnh giá Hưng ví dụ nha, mua cái voucher 200 triệu với cái mệnh giá là 115 triệu thì chúng ta mỗi voucher chúng ta sẽ lợi được là 85 triệu. Đấy, và khi mua hai cái thì chúng ta lợi được 85 nhân 2 lên. Như vậy Hưng có ghi trong này chính xác là 170 triệu. Đó, và cái voucher Vinhome này Hưng sẽ cập nhật gọi là theo cái thời gian đấy, mỗi ngày nó sẽ có một cái giá khác nhau theo cái thị trường voucher chứ không thể cố định được một cái giá là 170 triệu, thậm chí là hôm nay là 170 nhưng mà ngày mai thì chúng ta có thể lợi được 172, 75 tùy đấy. Và hiện tại thì Hưng tính với cái mức giá mà Hưng đang cập nhật xong ấy, thì nó là 170 triệu chúng ta lợi được hai voucher. Ngoài ra thì cái giá xuất hóa đơn mọi người có thể thấy để ý trên cái dòng màu xanh ở phía trên đấy là nó đã về lại cái giá xuất hóa đơn ở những tháng trước. Đấy, ở trong tháng 4 thì giá xuất hóa đơn của VinFast Lux A bản tiêu chuẩn là 929 này. Đấy, phiên bản nâng cao thì nó lại cao hơn, phiên bản cao cấp nó cao hơn thêm nữa. Đó, mỗi xe nó sẽ cao hơn tầm 30 triệu. Đấy, và tầm 50 triệu nha. Đấy, thì hiện tại nó đã về cái mức giá là 881 triệu 695 ngàn cho bản tiêu chuẩn và tương tự. Đấy, thì làm cho cái giá lăn bánh của chiếc xe này nó thấp lại. Đấy, thì Hưng có ghi là tổng chi phí lăn bánh ở trong này thì mọi người xem đấy, là chúng ta có lệ phí trước bạ là 5% này. Đấy, chúng ta có phí bến biển số Đà Nẵng đấy 1 triệu, những khu vực khác thì loanh quanh thế này thôi. Phí đăng kiểm, phí đường bộ ở nếu như mà khách hàng đăng ký cá nhân này, bảo hiểm dân sự và đặc biệt một cái là bảo hiểm thân vỏ. Thì nếu như mà khách hàng nào mà không thích mua bảo hiểm thân vỏ thì có thể bỏ dòng này ra. Đấy, còn nếu như mà anh chị nào mà vay ngân hàng ấy thì cái dòng này chắc chắn là phải bắt buộc mua rồi, bởi vì ngân hàng nó bắt buộc phải có bảo hiểm thân vỏ thì nó mới giải ngân. Và ngoài ra có thêm một cái phí nữa là phí đăng ký, thì cái này là phí dành cho anh em đi làm xe đăng ký, đổ xăng, cài biển số, bọc biển số vân vân, nó nằm ở trong cái chi phí này để hỗ trợ khách hàng. Và tổng chi phí lăn bánh thì mọi người xem đây, đó là 72 triệu dành cho bản tiêu chuẩn, 77 triệu 7 và 86 triệu 9 dành cho phiên bản cao cấp. Rồi, cái dòng tiếp theo đó là số tiền khách hàng chuẩn bị nó sẽ bằng cái giá xuất hóa đơn là cái 881 này, nó cộng cho cái phần 72 triệu này. Như vậy ở phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ ra được con số là 954 triệu. Đây là con số mà chưa giảm voucher. Đấy, thì khi mà chúng ta đem hai voucher chúng ta áp vào, đấy, như mọi người thấy đây, thì nó sẽ giảm còn lại là 784 triệu 200. Như vậy đây là con số cuối cùng nếu như mà cái đàn sự VinFast Lucky phiên bản tiêu chuẩn đó, nó sẽ có mức giá chỉ chừng này thôi. Đối với phiên bản nâng cao tương tự thì nó là 856 triệu và phiên bản cao cấp là 991 triệu 400. Và đây là cái con số cuối cùng. Đấy, ngoài ra nếu như mà khách hàng có nhu cầu hỗ trợ vay ngân hàng thì Hưng cũng sẽ có cái chương trình vay ngân hàng rất là tốt dành cho VinFast Lux A. Khách hàng nào có cái nguồn thu tốt này, không có nợ xấu này, Hưng sẽ làm cho khách hàng vay được mức tối đa là lên đến là 90% giá trị xe. Thậm chí đối với chiếc VinFast Lux A này, khách hàng chỉ bỏ ra đâu đó tầm 100 triệu thôi, 100 triệu nha.
Đấy, Hưng nói rõ luôn là bỏ ra 100 triệu thôi để có thể sở hữu. Rất là đơn giản luôn. Đấy, nếu như mà bạn có nguồn thu tốt, chứng minh thu nhập được, có kinh doanh hoặc là có lương chuyển khoản qua thẻ. Còn đối với trường hợp mà khách hàng đang làm kinh doanh tự do và không có chứng minh được thu nhập thì Hưng sẽ có cái phương án khác để hỗ trợ. Đấy, và phương án này thì khách hàng có thể vay được đâu đó tầm 60 đến 70% giá trị xe. Đấy. Và chúng ta có thể trả trước đâu đó tầm hơn 200 để có thể sở hữu. Đấy, nó cao hơn một tí. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại Minh Hưng đang có sẵn màu màu đen, là đang có sẵn. Đây là cái xe đang rất là hot. Đấy, ngoài ra những cái màu khác như là màu đỏ và màu xanh dương cũng đang có trên kho. Hưng đang để một chiếc màu đỏ bên cạnh mọi người xem đây, đó chính là phiên bản tiêu chuẩn luôn nha. Đấy, đối với phiên bản nâng cao thì đang có sẵn một chiếc màu trắng bản Plus. Đấy là bản nâng cao đấy. Ngoài ra phiên bản cao cấp thì còn khá là nhiều màu mọi người ạ. Đấy, phiên bản cao cấp thì thoải mái lựa chọn, không cần phải chờ đợi. Rồi thì hiện tại là ngày 11 làm video này, và cái chương trình giảm giá, giảm lệ phí trước bạ của nhà nước nó chỉ đến ngày 31 tháng 5 thôi. Và mọi người phải hiểu một vấn đề, đó chính là để mà nhận được cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước thì chúng ta phải xuất hóa đơn và đi đăng ký thuế trong tháng 5. Đấy, xuất hóa đơn và đi đăng ký thuế trong tháng 5. Nên mọi người hãy tranh thủ, nếu như mà đang có cái ý định lái con VinFast A thì có thể đặt xe ngay bây giờ để chúng ta có thể nhận được cái chương trình và chúng ta xuất hóa đơn, cũng như là nếu như mà khách hàng, mà đặc biệt là khách hàng mà vay ngân hàng thì càng phải làm sớm. Để làm gì? Để chúng ta còn làm cái thủ tục hồ sơ vay ngân hàng cho nó kịp cái thời gian, cái tiến độ để xe về chúng ta còn xuất hóa đơn và để đăng ký thuế. Đấy, còn nếu như mà khách hàng có cái suy nghĩ là đặt cọc và giữ giá qua tháng 6 thì Hưng xin xin phép nói là không bao giờ được. Bởi vì chính sách của VinFast trước giờ là phải xuất hóa đơn thì chúng ta mới giữ được chương trình. Và thứ hai nữa là cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước, là đó là nhà nước quản lý thì không, VinFast không có giữ được cái chương trình này. Mọi người phải hiểu vấn đề đó, có nghĩa là qua tháng 6 thì những cái dòng này mọi người thấy đây, dòng này Hưng bôi đen lên nha. Đây, cái dòng này nó sẽ tự động là x2 lên. Đấy, cái lệ phí trước bạ này nó sẽ lên 10%. Lên 10% của tháng 6 này thì nó thành 112 triệu, này là 120 triệu và này là 136 triệu. Đấy, 136 triệu. Như vậy nó sẽ tăng lên một con số khá là nhiều. Và lúc đó thì chắc chắn rằng Hưng xin phép nói là chắc chắn rằng là VinFast sẽ không không thể nào bù lại cái phần lệ phí trước bạ này. Nếu như có bù thì cũng sẽ một phần nào đó thôi, nó sẽ không bao giờ bằng con số này được. Ok, như vậy thì nếu như mà anh chị nào đang quan tâm đến VinFast Laga và mua xe trong tháng 5 thì có thể liên hệ sớm cho Hưng để có thể có được cái giá lăn bánh có thể nói là tốt nhất như hiện tại. Và xe bên Hưng thì một số xe có sẵn và dùng ngay như Hưng đã giới thiệu rồi. Mọi người ủng hộ Hưng bằng cách là đăng ký kênh cũng như là để lại cái ý kiến của mình ở bên dưới comment nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lần sau.